Đồng hồ Kim Dung xin kính chào các anh em. Hôm nay Kim Dung xin giới thiệu đến các anh em một chiếc tuyệt phẩm được Dung chọn lọc đi từ máy bay về, rất là đặc sắc, độc đáo. Chiếc này là một chiếc thùng bè mặt gương. Như các anh em thấy, Dung quay cận cảnh cho các anh em xem. Những cái mặt gương được các nghệ nhân mài rất là đẹp, họa tiết đối xứng, hoa lá tây, họa tiết hai bên rất là đối xứng. Phía trong á nó là gỗ, nhưng bên ngoài á những cái như ở Việt Nam mình á, thường các anh em thường nói đây là vỏ bóng piano, nhưng mà theo bên Tây á, thì họ nói là cái này là cái veneer. Veneer là một cái lớp gỗ lát ra từ một cái loại gỗ rất là đẹp, để áo từ bên ngoài để tăng cái độ đẹp cho chiếc đồng hồ. Theo dòng thời gian thì cái mặt gương này nè, tráng thủy, thì nó có những cái dấu thời gian như thế này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái sự mà đẹp của một chiếc đồng hồ. Như Dung thấy nè, đứng nè, các anh em thấy nè, thấy Dung rất là rõ trong chiếc gương. Đây là những cái kiểu nè, đây là của Tây, riêng Tây luôn nha các anh em, chứ không phải là bên nội mình gắn vào nhé. Trong là một con ốc, họ gắn thêm cái này để mà tô điểm thêm cái vẻ đẹp cho cái đồng hồ. Cái chiếc đồng hồ này á thì cái chiều dài của nó là 55 cm, chiều ngang á là 49 cm, và chiều sâu á là 15 cm. Bỏ gỗ rất là lành lặn, đẹp, zin tay. Dung rất là ưng ý chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì chơi được hai bản nhạc Westminster và Ave Maria. Nó có 10 gông và 11 búa nha các anh em. Tại vì 11 búa thì mới chơi được cái bản là Ave Maria. Các anh em thấy không? Gỗ rất là chắc chắn. Mặt gương phía trong mặt thủy còn rất là lành lặn, tại vì phía trước á thì theo dòng thời gian thì mình sử dụng nó có một cái dấu vết thời gian thôi, nhưng mà theo đánh giá của Dung thì nó rất vẫn rất luôn là đẹp. Zin, kính zin, riêng cái mặt này á rất là sạch sẽ. Mặt số là bát giác nằm, số nổi nhựa, ba ổ cốt. Ổ cốt này á, là ổ cốt là chạy nhà, chạy giờ. Bên đây á là ổ cốt là để dạo nhạc, và ổ cốt bên đây nè là điểm giờ. Chìa khóa là zin. Đây, đây là cái miếng để mà gài gông. Đây là giấy tờ theo đồng hồ, giấy zin, tuy cũ nhưng mà nó vẫn có một cái giá trị là đi theo cái đồng hồ. Dung sẽ test âm cho các anh em nghe, tại vì Dung rất là ưng ý chiếc này, mà Dung cũng muốn chia sẻ cho các anh em để mà thưởng thức cùng với Dung. Thì đầu tiên này Dung sẽ test cho các anh em nghe cái bài, cái một bài là Westminster. Cái cơ chế dạo nhạc của một cái chiếc đồng hồ ba ổ cốt á là nó sẽ dạo nhạc là 15 phút một lần. Thank you.
nè, các anh em thấy không? Khi tới cái điểm mà Kim xoay lên cái 60 phút nè, nó sẽ dạo nhạc và nó sẽ điểm giờ luôn. Đúng như lời của Dung nói với các anh em hay không? Âm rất là tuyệt, vang, ấm. Rồi Dung sẽ test ra một cái bài thứ hai là Ave Maria cho các anh em nghe. Đây là mình tháo cái quả lắc ra. Tại vì Dung chuyển thì Dung muốn tháo để cho hướng dẫn luôn các anh em khi cắt móc quả lắc luôn. Đây, các anh em thấy cần gạt không? Gạt rất là nhẹ nhàng. Và Dung cũng lưu ý các anh em luôn là khi mà mình muốn chuyển đổi bài á, là các anh em hãy để cho một cái lượt nhạc nó dạo hết một lượt, xong rồi các anh em hãy gạt cái cần này, nó sẽ không ảnh hưởng tới máy. Đây giờ cái cần ngựa, đây là cái cần ngựa chạy rất là mạnh, rất là tốt. Đây là đầu móc mà các anh em móc vào. Khi cái đồng hồ mà các anh em khi mua về á, mình treo lên cũng như Dung treo vậy đó, thì các anh em mặc cái tay đẩy nhẹ qua, thì cái đây là cái đồng hồ đã chuyển động rất là tốt. Dung đã canh ngựa ok hết rồi, thì Dung sẽ tích cái bảng thứ hai cho các anh em nghe. Quá tuyệt. Với một chiếc mà đồng hồ mặt gương và số nổi đẳng cấp như thế này, khi các anh em treo trong ngôi nhà của mình á, nhìn rất là đẳng cấp, đẹp, sáng trong ngôi nhà. Treo rất ở phòng khách nhìn rất là sang trọng. Riêng Dung á, thì Dung là nữ nhưng mà Dung rất là đam mê đồng hồ, thì không chỉ Dung chỉ biết là không chỉ riêng Dung nhưng mà các anh em phái nam cũng rất là mê, thì Dung muốn chia sẻ với anh em thì cùng đam mê với nhau, thì để sở hữu con này á thì các anh em có thể liên hệ vào cái số điện thoại là 0939119604 để Dung tư vấn kỹ hơn, hoặc là add cái Zalo của Dung cũng qua số 0939119604 để Dung gửi thêm một cái số mà thông tin máy móc, vỏ, chi tiết của chiếc đồng hồ này, thì các clip này nọ để cho các anh em dễ nghe, dễ theo dõi hơn. Thì cảm ơn các anh em đã theo dõi clip của Dung, và các anh em đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những cái clip YouTube của Dung sau này nhé. Cảm ơn các anh em.